1, 2, 3. Vô. Vô. Bữa nay không phải là ngày của ma đầu giáo chủ. Hoài luôn á. Lực ơi, lực giúp tôi đổ bột. Để đó. Dạ. Hồi nãy lúc anh Lâm Nguy, em rất là chăm sóc anh. Bây giờ hãy để anh làm điều đó cho em. Mời em. Tôi đề nghị thay bột bằng vỏ sầu riêng được không ạ? Để anh, để anh. Vô. Vô. Hồi nãy lúc tôi ngồi ghế điện, em cười tôi. Trò chơi này vô cùng đơn giản. Mời tất cả lui lại nào. Đây, sẽ có hai người đòi nón bảo hiểm. Có một cây cọ chấm vào mực ở đây để vẽ một hình ảnh. Bên đây MC sẽ đứng đưa ra thông tin bằng chữ và bắt đầu vẽ. Người còn lại của đội mình bắt đầu đoán. Đoán đúng thì không sao, đoán sai thì nhỏ đội đối phương nó buông tay. Nếu như mà lỡ tay mà buông là tự ăn. Đúng rồi, phải tự chui vô. Rồi, bây giờ xỉm xì tiếp hả? Lan Ngọc, xỉm xì nào. Xỉm xì. Thúy Ngân. À, 30 giây, tôi tin tưởng Lan Ngọc ăn Thúy Ngân 30 giây. Em ra gì? Em ra cái bao. Em ra cái bao. 3, 2, 1. Tôi tin tưởng Lan Ngọc ăn Thúy Ngân 30 giây. Hôm nay Ngọc hay quá rồi, em trưởng thành rồi, em đã trưởng thành rồi. Thành quyết định. Em tôi đã trưởng thành rồi. Tiến lực vô cùng đáng đáng. Dạ, không có đâu. Bà chim sầm thua, đi vô đi. Ủa liên quan gì chơi, cái này quyết định đội ba anh em mình nè. Đây là tiết lực vô cùng thất vọng với cái sự tự tin hồi nãy. Đội mình phải chơi trước và đội mình hãy chọn y chang hồi nãy nè. Không, chắc chắn là anh Vinh phải là người vẽ rồi, tại đội em là... Đâu, hai người phải vẽ chứ. Nhưng mà đội em là phải có anh Vinh vẽ. Rồi, 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 rồi. Vô, vô, vô. Tự đưa mình vào ngõ cụt luôn nè. Chị biết là chị bạn sẽ ép tôi là... Tôi biết bạn ép tôi. Nhưng mà em xỉm xì dở. Ok, biết mà. 1, 2, 3. Cái gì? Wow. Thôi, ngồi xuống. Vinh cho anh đeo vẽ đi Vinh. Ngồi xuống đi. Mình sẽ thắng anh ơi. Anh Vinh phải vẽ mình mới. Ngồi xuống lại. Vô. Trời ơi, cái mặt của anh nó có vừa với lại cái vòng tròn luôn rồi. Đó, đúng rồi. Trời ơi trời. Rồi, đội nào đoán nhiều hơn là nó thắng. Từ đầu tiên, quá dễ, Trương Thí Vinh sẽ làm những vòng một nốt nhạc. Trời ơi. Dễ đi, Ngọc cũng phải dễ phụ. Em dễ luôn. Rồi, đưa đem dễ tiếp cho. Rồi, đoán đi, Lực ơi, đoán đi. Chưa thấy gì đoán. Vậy là đoán đúng rồi. Trời ơi, anh Vinh ghê thiệt. Con rùa. Dễ dễ. Dễ gì vậy? Dễ gì vậy? Em sợ nó mới nhận ra con rùa thì em vẽ cái hồ con rùa. Tào lao. Cảm ơn Vinh, cảm ơn Vinh. Ôi, dễ sao, dễ nè. Dễ nè. Thôi để Vinh dễ đi, gặp đi biết không? Gặp đi về luôn đi. Chưa thấy. Đúng rồi đó. Ê, không có cái bọng đó đâu. Hợp lực nói chuyện liên quan tới những đặc điểm nghe. Dạ. Đây nè, em vẽ trên này cho. Em vẽ nó mới hư đó, Lan Ngọc. Không, em vẽ nè. Đó, đây nè. Ngồi nè. Có cái sợi dây kéo nữa nè. Thôi, đừng nói nha. Đó, anh đoán được không? Mày ăn bột rồi. Lạc đà. Yeah. Yeah. Hay quá vậy. Bây giờ, mỗi lần mà Lan Ngọc mà nói đụng chạm tới cái điều mà chúng tôi đưa ra thì tiết luật sẽ bị một lần bột. Ngọc ơi, em câm miệng. Lại nè, nhỏ nè. Mỗi người vẽ một con. Sau con này tới Ngọc vẽ. Đúng rồi, vậy đi. Mỗi người vẽ một con. Hên quá à. Biết vậy. Anh Vinh vẽ. Vinh vẽ, ủa ghê, Vinh vẽ hay quá. Chim én. Wow. Bây giờ, tới Ngọc, Ngọc vẽ. Ngọc vẽ, tới Ngọc vẽ. Chuẩn bị bột chưa? Trời ơi, chết tôi rồi. Mọi người muốn tôi ăn bột nè. Không có cách nào mà không ăn hết. Không có cách nào mà không ăn hết. Nó vẽ con đó đó.
đốn mày nè. Trời ơi trời. Trời ơi trời ơi trời ơi. Trời ơi. Cô nhiều dịch, cô dịch. Dịch. Đáng là tớ thôi. Dạ, dạ, dạ. Không, chính xác. Nè, cái thầy nè. Cái thầy nè. Bồ nông, bồ nông. Đúng rồi. Không ngờ có một ngày tôi bị hoa hậu úp bột vô mặt tôi. Thôi. Nãy giờ anh Vinh giảng nhiều lắm rồi. Thôi cái này để Ngọc dễ đi, cái này em dễ cũng khó lắm. Vô đi. Wow, wow. Chiếc thuyền. Wow. Cái bờm. Trời ơi. Hát rồi. Cái gì vậy? Ồ, cái gì ta? Ồ. Trái cây bị hư. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Nhận ra không? Cho thêm một. Nghĩa ba trái như nhau luôn á. Mày bà bốn. Cái gì vậy? Mâm ngũ quả. Wow. Vậy mà anh sáng là được. Trời ơi, đâu phải đơn giản anh có cái chén này em. Đâu, tiếp tục, tiếp tục. Trời ơi, dễ. Trời ơi, giành luôn vậy, giành luôn. Ăn bột rồi. Chuẩn bị bột đi anh. Khoan, em dễ suy ra đó cho anh nha. Trời ơi, còn suy ra nữa. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè nha, khoan nha. Dễ này là anh hình dung ra được à. Nè, nè. Đó à, đây nè, đây nè. Thế vừa. 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 Trả cười. Xin lỗi anh. Rồi, một hình cuối cùng. Này để cho Ngọc vẽ. Ngọc giỏi cái này lắm. Được, được, được. Em vẽ con này được. Cái gì cũng được hết. Nó nói cái gì cũng được hết á. Hai lần ăn bột rồi. Hay đó, con gà. Con cái màu phải không? Cái màu phải không? Không phải nha. Wow, con này là con ăn đi bớt. Chôm chôm. Đây là trái chôm chôm. Ông nha. Chôm, chôm. Anh là phải suy diễn theo cái đầu của em nhanh luận. Với lại cộng nha. Cộng nha. Trời ơi, thêm một đồ vô nữa. Rồi nè, anh đón đi kìa. Cái gì vậy trời? Quay phim có người hiểu rồi đó, mấy bạn quay phim có người hiểu rồi đó. Hiểu không, hiểu không? À, hiểu không, hiểu không? Trái sầu riêng hả? Không. Sầu riêng, sầu riêng, sầu riêng nè. Không, 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 bây giờ em dễ vậy đi cho anh dễ hiểu hơn. Sao nó càng dễ càng rối. Đó, đó. Cái gì mà liên quan tới tử thần ta? Đó. Ở đây cộng lại cái này rõ ràng như vậy mà không biết. Cái này là cái gì? Cá nóc hả? Yeah. Ê, 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 ê. Hết một và hết tôi đoán đúng không? Tôi đoán đúng rồi đó. Mà nó ịnh tôi rồi. Giang ơi, Giang ơi, không có ịnh. Tại cái này nó đã hết một không, rồi. Không, còn dính miếng mặt vô mặt tôi không. Nè, còn rớt một vô mặt tôi. Rồi, đợi tiếp theo. Đợi tiếp theo. Quán tư xì là ngoài chứ hả? Dạ vâng, thi sinh. Quán tư xì, quán tư xì. Quán tư xì là ngoài chứ. Mình đừng có ép qua hậu. Nè, ai mà thua là ra đầu tiên là dính vô đây ha. Nhiều ra bị thắng, nha. Thắng là được quyền quyết định ha. 1, 2, 3. Em thắng. Rồi, em thắng, em chọn vị trí. Em vẽ. Rồi. 1, 2, 3. Vô. Ba. Vô. Bữa nay không phải là ngày của ma đầu giáo chủ. Hoài luôn á. Lượt ơi, lượt giúp tôi đổ bột. Để đó. Dạ, hồi nãy lúc anh Lâm Nguy em rất là chăm sóc anh. Bây giờ hãy để anh làm điều đó cho em. Mời em.
tôi đề nghị thay bột bằng vỏ sầu riêng được không ạ? Để anh, để anh. Vô. Vô. Hồi nãy lúc tôi ngồi ghế điện, em cười tôi. Trời ơi, tôi lo quá à. Ngọc thấy chưa Ngọc? Dạ. Quá dễ. Trời ơi. Trời ơi, cái này dễ quá trời. Hay quá. Trời ơi, rất ok. Con bạch tuộc. Yeah. Hay quá vậy ơi. Khánh Vân. Dễ, dễ, dễ Vân, dễ Vân à. Em dễ phụ được không? Không. Không. Dễ con người xong em dễ cái vụ đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Dễ cái dây vụ xuống. Em không. Em dễ cái dù xuống hiểu không? Không có nói chuyện nha. Em không được quyền nói chuyện nha. Nha. À biết rồi. Vẫn dễ gì trời. Nhảy vô. Hay quá gì vậy. Hay quá vậy ta. Hay quá. Tính ra mấy đứa mà chơi ăn gian là toàn là những đứa thông minh không ha. Hay lắm. Cái này dễ được hay lắm luôn á. Trời ơi cái gì vậy con ơi. Từ từ nha. Bớt giao lưu lại. Tập trung. Dạ 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 dạ. Cái tay hoa vàng đó nha. Trời ơi chết tôi rồi. Đó đây là một động cơ. Một động cơ. Đúng. Nhìn kỹ đi. Rồi. Dạ dạ. Ê, không được nói. Bạn Giang dễ sợ. À trời, em vẽ cái con kế tiếp gì mà trời ơi. Vậy có gì phạm không bạn? Lên. Thầy, cái tên đó này thầy. Ủa? Chưa đoán mà. Chưa đoán mà, vẫn chưa đoán mà sao bạn nói tới con là dính rồi. Anh Giang kêu. Câu mới. Ừ. Hay quá. Hay quá trời luôn. Con bé rất thông minh. Vẽ những cái này làm sao mà người ta đoán được. Dễ mà chị dạ. Dạ yeah. Con hôm qua anh Vinh không thích ăn á. Đừng có nói gì nữa gợi ý con. Lên. Gợi ý. Lên. Gợi ý. Gợi ý. Gợi ý. Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Ủa sao vậy. Hai bộ không được gợi ý. Con tiếp theo. Chỉ có anh được quyền gợi ý thôi. Ờ. Em mà lên tiếng một cái là bạn em hưởng hết. Ok. Để đây anh đổi cho em cho. Cảm ơn anh. Trời ơi, tụi anh chơi chị. Đàng hoàng lắm. Tới em hả? Cô tới chị. Hồi nãy giờ nhờ bé Ngân mà mình ăn hai dĩa bột rồi đó. Ừ, đó. Trời ơi, toàn dân họa sĩ không à. Mấy bé đẹp đẹp vẽ dữ lắm mà sao nay vẽ kỳ vậy cưng. Trời ơi, có vẽ cái gì vậy? Trời ơi, nó là con gì vậy? Nó không phải là con, nó là một động cơ. Đừng nghe lời anh Luật nữa. Em thấy bé Ngân mới là động cơ để em ăn bột á. Ủa? Phải không chị? Cái gì vậy? Hi 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 hả? Hi. Hi. Cái này dễ sao tao khó vậy? Con ngựa vằn. Con ngựa vằn. Hay quá. Ăn bột. Ăn bột. Ăn bột. Hi. Chỉ có ngựa mới hi thôi. Chỉ có con ngựa mới hi. Hi. Ví dụ em kêu hi hi đi là không, là không có gì hết. Đây, cái này dễ nè. Đó. Quá dễ. Em vẽ một cái mâm. Hồi nãy giờ mỗi lần bé Ngân vẽ là em bị ăn bột à. Chỉ vô cái đó đó. Mấy cái mũi tên chỉ vô cái đó. Trời ơi, tiếng lực. Thấy chưa, em thương chị thấy chưa. Rồi, không sao đâu.
có anh ở đây. Đây. Ủa rồi đó. Thì dạ vậy mà không đóng được hả dạ? Kè kè. Ông hút. Dễ quá mà. Quá hợp lý. Cái này dễ là từ cuối cùng. Rồi, ngân dễ. Nhường quyền để giúp luôn. Cái này có đặc điểm nha, cái này có cái đặc điểm dễ biết liền à. Trời ơi, hay vậy đúng ta. Đúng rồi đó, đúng rồi, dễ. Dễ quyền cái nó bự ra. Trời hay vậy. Nói to. Rồi, tôi thấy đi xa rồi đó. Không được, dễ ra gì được. Chi tiết. Nhìn ra được. Nhìn cái ra, kia là ra rồi. Nửa mũi tên nữa nè nha. Hồ Ly. Hồ Ly. Hồ Ly. Chờ cho em con khác được. Rồi, con khác thì lấy con khác thôi, gì đâu. Con sốc quá chị. Trời ơi, mắc gì chỉ vô cái đuôi. Dạ, con đó nó nhảy lên dây điện hay cái cây là tôi biết rồi. Trời ơi, thêm cái dây điện nữa làm sao người ta vẽ được cây rồi đó. Chị khó ghê luôn á. Trời ơi, con này nó dễ. Anh Giang càng lúc càng đưa khó luôn á. Con này quá dễ. Con này chỉ cần vẽ cộng dây điện là nhà nó biết liền. Vẽ cái cột điện bự nè lên, bự lên luôn. Xong rồi có một đứa đứng ngay chỗ cây cột điện đứng dựa biết con gì rồi. Dễ rồi. Em vẽ vậy sao người ta biết? Em mới vẽ là em vẽ một chú thợ săn cầm trời cái súng. Bé Ngân ơi, em làm gì nữa vậy Ngân? Ngân ơi, em làm gì vậy cưng? Đang cố hoàn thiện bức tranh. Trời, cái con gì mặc như con người vậy? Trời ơi trời. Con gì vậy? Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Thì, trời ơi, cái đốm gì trên người nó vậy? Em vẽ cái mặt kỳ quá chứ. Bây giờ trời ơi, con này con gì vậy? Con báo hả? Đây là báo hoa hoặc là báo đốm. Yeah, đúng rồi. Như vậy là hai đội đã hoàn thành mỗi đội 7 từ khóa. Ủa đâu? Trời ơi. Đội luật mang về 6 đáp án, còn đội già chỉ có 4 đáp án mà thôi. Tỷ số hiện tại là 2-1 nghiêng về đội ba cô gái. Thôi đừng có vuốt xuống. Nhưng chúng ta vẫn còn những trò chơi nhỏ dễ thương nữa thưa quý vị. Bây giờ nè, ở đây khả năng dễ dữ nhất là của Vinh hả? Cũng được đó. Nè, bây giờ thử Vinh nha, tôi sẽ thử Vinh ha. Trời ơi, dễ vậy mà tôi đoán được con báo tôi cũng hay luôn á. Vinh động vẽ cái ra liền luôn trời. Xương rồng. Dạ. Chính xác, cây xương rồng. Quá ổn. Nhìn dễ giỏi ha. Cái xương rồng em định vẽ cái xương với lại con rồng. Em không biết vẽ cái. Nấu bánh chưng. Chén hả? Cái trống. Không phải trống, trống đâu có cái đó. À trời. Đúng rồi, cái trống. Trời, Vinh dễ vô trong luôn kia không? Inside, inside. Chơi mít hả? Yeah. Ghê vậy. Hay quá. Đỡ bạn, trời hay vậy. Quá hay vậy. Thông minh vậy đó mà, ngay nhầm ngay cái đối thủ đi chung với đồng đội mà ngược chứ chữ thông minh là thua nãy giờ luôn. Dưa hấu. Tay nhanh hơn não rồi đó cô gái. Cái lá hả? Tay nhanh hơn não rồi đó cô gái à. Sầu riêng hả? Không. Cái xoài hả? Này phải dễ cái phụ nướng rồi nữa. Phụ nước là cái thuyền. Du thuyền. Phi thuyền hả? Quá gói vậy luôn hả? Đúng không? Bánh chưng hả? Không phải, bánh đâu, động cơ nữa đó. Động cơ.
bánh mì kẹp thịt. À kìa. Ồ, cái bánh thịt nè, bánh mì nè, miếng giấy cuốn ở ngoài. Trời ơi. Nhắc cái thèm ngang ngược vậy trời. Ăn không, anh kia nó ship qua cho. 3, 2, 1. Ba chấm, hai chấm. Ngầu ly thiệt á, cái gì vậy ta? Con cá sấu. Yeah. Cá sấu gì ghê vậy? Thì cá sấu mà sao đẹp được? Cái miệng kìa. Nãy giờ nó mới đúng được một câu. Đây, thử một con cuối cùng rồi mình kết thúc vòng này. Dạ. Trời ơi, nhỏ là gì giờ nó ngoan luôn thấy không? Nồi bánh, tét bánh chưng. Bóc ra nhanh lên não đi. Bánh cà phê. Cà phê. Đúng ly rồi. Cà phê băng mê. Ly cà phê hả? Một cái tô nước nóng. Hot pot hả? Hôm nay cà phê. Hôm qua là cái gì? Lẩu. Trời ơi. À, cái gì đó? Cái gì con địa gì đó phải không? Địa gì long. Địa long. Chính xác. Con dung đất. Địa long đó là con dung đất đó. Mà mắc mới gì vậy chứ mệt ha. Dễ chứ con dung đất quẹo là xong rồi. Cái đó không ai biết hết trơn á. Dễ vậy không ai biết cái gì hết trơn á. Anh dễ cái cần câu với con dung là ta biết con dung đất rồi. Rồi, không sao cả. Yeah.